Yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc là phân biệt chủng tộc. Theo lời của phong trào Black Lives Matter ở New York, và họ đang lên kế hoạch để giải quyết việc này. Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Substack. Mỗi khi lên mạng, nhất là khi tìm hiểu các chủ đề gây tranh cãi, bạn nên sử dụng một phần mềm VPN như Substack để bảo vệ danh tính. Nhân nói về những chủ đề gây tranh cãi, chính phủ Mỹ đang gây áp lực buộc người dân tiêm vaccine COVID bằng cách áp đặt yêu cầu tiêm vaccine. Chuyện bắt đầu từ chính quyền địa phương. Tháng trước, thành phố New York đưa ra yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc với nhà hàng và các địa điểm khác. Một số thành phố khác hiện cũng có quy định tương tự, như San Francisco. Honolulu thì yêu cầu hoặc tiêm vaccine, hoặc phải xét nghiệm thường xuyên với chi phí ít nhất $90 một lần, ngay cả với các địa điểm ngoài trời. Sau đó, vào đầu tháng 9, Tổng thống Biden thông báo yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc cấp liên bang. Như đã nói trước đó, đây là điều mà Biden ban đầu hứa sẽ không làm. Cả CDC cũng hứa vậy, và cả tiến sĩ Fauci nữa. Yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc đã trở thành một chủ đề chính trị nóng bỏng. Truyền thông cánh tả ra sức tô vẽ những người phản đối yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc là phần tử cực đoan cánh hữu, hay những kẻ bài vaccine QAnon. Họ thậm chí còn gọi đây là dạng cuối cùng của chủ nghĩa Trump. Và nếu có một nhóm đại diện cho, nào là cực hữu, QAnon và người ủng hộ Trump, thì đó là Black Lives Matter. Đúng vậy. Tôi đã nói gì nhỉ? Mọi chuyện luôn phức tạp hơn những gì truyền thông nói. Đúng là có những tiếng nói mạnh mẽ phản đối yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc từ một số người Cộng Hòa, nhưng đó không phải vì họ là những kẻ bài vaccine QAnon. Dữ liệu cho thấy phần lớn người Cộng Hòa đều đã tiêm vaccine. Nhưng nhiều người Cộng Hòa phản đối yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc, cho đó là chính phủ đi quá giới hạn, tước đoạt quyền được tự đưa ra quyết định về cơ thể của người dân. Một dạng lý luận kiểu, cơ thể tôi lựa chọn ấy. Nhiều người phê bình yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc thực chất cũng đều đã tiêm vaccine. Nhưng hóa ra, dữ liệu cho thấy ngoài một số người Đảng Cộng Hòa, người trẻ và cộng đồng thiểu số lại có xu hướng không tiêm vaccine. Thực tế là trước yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc của thành phố New York, chỉ 28% người da đen ở New York, độ tuổi từ 18 đến 44 đã tiêm vaccine. Tiếng nói mới nhất và lớn nhất phản đối yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc là Black Lives Matter ở vùng đại New York. Black Lives Matter vùng đại New York nói rằng yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc là hành vi giãn cách xã hội phân biệt chủng tộc. Người đồng sáng lập tổ chức này là Hawk Newsom nói như sau về yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc. Về yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc, vaccine hay không là lựa chọn được chứ? Đây là lựa chọn. Các vị không nên loại người ta khỏi các hoạt động hàng ngày vì họ chọn không dính tới một thứ mà họ có mọi lý do để nghi ngờ. Giọng điệu của chính phủ về vaccine vẫn luôn thay đổi, mỗi 2 tháng một lần, kể từ hồi Donald Trump. Vaccine có những phản ứng mà người ta nói sẽ không xảy ra, nhưng vẫn xảy ra. Có người đã chết. Joe Biden nói rằng tiêm rồi sẽ không nặng tới mức vào viện. Có người vẫn phải vào viện và vẫn chết. Người da đen chúng ta có mọi lý do để không tiêm vaccine. Nhưng xin nhắc lại, tôi không nói các vị không nên tiêm. Tôi chỉ nói rằng các bạn nên có quyền lựa chọn. Đây là sau một vụ lộn xộn tuần trước, khiến anh này và những người khác tuyên bố rằng yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc của thành phố New York đã bị vũ khí hóa nhắm vào cộng đồng thiểu số. Xin nói rõ, Black Lives Matter vùng đại New York không trực tiếp có liên hệ với Black Lives Matter lớn hơn mà ta biết. Và nằm ngoài cơ cấu mạng lưới Black Lives Matter toàn cầu. Nhưng cũng như tổ chức BLM lớn hơn, nhóm BLM New York này chất vấn cách đối xử với cộng đồng thiểu số. Còn tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Hoặc không, vì YouTube có lẽ đã cắm cờ chúng tôi lần nữa vì thông tin y tế sai lệch, như lần họ làm với video kiểm chứng tin về thuốc điều trị COVID, Ivermectin của chúng tôi. Tuần trước, 3 phụ nữ da đen từ Texas đã bị bắt sau khi bị tình nghi tấn công một nữ bồi bàn người Mỹ gốc Á trước cửa một tiệm Carmice ở thành phố New York. 3 phụ nữ này nằm trong một nhóm lớn hơn, tới nhà hàng theo 2 nhóm.
ba người đàn ông đến sau không được xếp chỗ ngồi bên trong vì quy định bắt buộc phải chứng minh đã tiêm vaccine. Trong video này, quản lý nhà hàng đang dẫn các thành viên của nhóm đã trình bằng chứng tiêm vaccine vào trong. Nữ bồi bàn 24 tuổi đi ngang họ ra khỏi nhà. Bốn người theo cô ấy ra ngoài. Đó là lúc vụ cãi nhau bắt đầu. Chúng tôi không thể cho bạn xem video vụ cãi nhau vì YouTube sẽ giới hạn độ tuổi video này mất. Theo một trong các luật sư, ba người phụ nữ nói rằng nữ bồi bàn kia tấn công họ. Cô ta khiêu khích đối đầu bằng hành động và lời nói, rồi giả vờ là nạn nhân để khiến ba phụ nữ da đen mắc tội. Nữ bồi bàn đã phun ra những bình luận xúc phạm danh dự. Theo vị luật sư, nữ bồi bàn được cho đã dùng từ lóng miệt thị và xô đẩy những phụ nữ kia, khơi mào cuộc cãi vã. Chúng tôi không thể xác nhận hay phủ nhận liệu nữ bồi bàn có nói từ lóng miệt thị không. Video an ninh do Kermit cung cấp không có âm thanh. Nhưng từ video mà chúng tôi không thể cho các bạn xem, có vẻ ba phụ nữ mới là bên khơi mào vụ đánh đấm với nữ bồi bàn. Nếu bạn muốn xem video thì New York Post có đăng đấy. Một người phát ngôn của Kermit nói, không kẻ tấn công nào đưa ra lý do cho hành vi của họ. Không có nhân viên phục vụ nào mà tất cả đều là người da màu, nói những từ lóng phân biệt chủng tộc. Không kẻ tấn công nào đề cập tới chuyện về chủng tộc lên cấp quản lý, nhân viên của chúng tôi hay những người cảnh sát bắt giữ họ. Chủ nhà hàng nói, video này cho thấy rõ ràng vị luật sư bào chữa cho những phụ nữ Texas kia đã nói dối để giúp thân chủ của ông ta thoát tội vì tấn công người khác. Dù đúng hay không, BLM New York nhanh chóng đứng về phía ba người phụ nữ và gọi nữ bồi bàn người Mỹ gốc Á là kẻ phân biệt chủng tộc. Sau đó, họ tổ chức một cuộc biểu tình chỉ trích cả nhà hàng kia là phân biệt chủng tộc. Tẩy chay Kermit, tẩy chay Kermit, tẩy chay Kermit, tẩy chay Kermit, tẩy chay đi những đồng bào da đen ơi, thấy họ làm gì với chúng ta rồi đấy. Họ bắt giữ phụ nữ da đen. Tẩy chay Kermit, tẩy chay bè lũ phân biệt chủng tộc. Chúng ta sẽ không chịu nhận. Chúng tôi cần một lời xin lỗi. Hãy hủy bỏ cáo trạng ở NYPD. Tẩy chay Kermit. Tẩy chay Kermit. Kermit là lũ phân biệt chủng tộc. Kermit là lũ phân biệt chủng tộc. Kermit là lũ phát xít. Kermit là lũ phát xít. Xin nhớ rằng lý do ban đầu dẫn đến mâu thuẫn là nhà hàng không để những người đàn ông da đen vào bên trong vì họ chưa tiêm vaccine. Và đó là lý do mọi chuyện chuyển từ Get Kermit sang Get yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc. Lý do chúng tôi ở đây hôm nay không chỉ là vì Kermit, không chỉ vì Dr. Rankin, mà là để vì bảo vệ phụ nữ da đen ở thành phố này, mà là để bảo vệ tất cả người da đen vì số liệu cho thấy 72% người da đen ở thành phố này từ độ tuổi 18 đến 44 chưa tiêm vaccine. Vậy điều gì sẽ ngăn được bọn Gestapo, ý tôi là NYPD? Điều gì sẽ ngăn họ vây bắt đồng bào da đen? Điều gì sẽ ngăn họ không kéo người da đen khỏi tàu, kéo người da đen xuống xe buýt? Điều gì sẽ ngăn họ không làm thế? Chính chúng ta đây, chúng ta là người bảo vệ. Theo Hawk Newsom, lý do New York BLM nói như vậy là vì yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc có thể sẽ trở thành một cái dốc trượt, nên yêu cầu này cần phải được loại bỏ hẳn. Trong trường hợp này, cái dốc trượt kia là trượt về hướng phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đang cảnh báo thành phố này rằng yêu cầu của các vị sẽ không trở thành một hành vi giãn cách xã hội phân biệt chủng tộc khác. Người da đen sẽ không đứng im, hoặc các vị sẽ nhìn thấy một cuộc nổi dậy khác. Đó không phải một lời đe dọa mà là một lời hứa. Điều chúng ta đang thấy ở đây là NYPD và các nhà hàng sử dụng lá bài vaccine làm lý do để phân biệt đối xử người da đen. Chúng ta sẽ không ngồi im và cho phép các người lợi dụng đại dịch này, cho phép các người dùng lá bài vaccine, cho phép các người dùng khẩu trang làm một lý do nữa cho phân biệt chủng tộc để tống chúng tôi vào tù. Nói tóm lại, BLM New York cho rằng yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc là phân biệt chủng tộc vì ảnh hưởng phần lớn tới người da đen, vì rất nhiều người trong số họ chưa tiêm vaccine. Còn có những lo ngại rằng tầng lớp tinh anh đang ép buộc tiêm vaccine một cách có chọn lọc lên người Mỹ da đen nhiều hơn lên người Mỹ da trắng, vốn cũng vi phạm tương tự. Điều này đã dẫn đến rất nhiều nghi ngại trong cộng đồng người da đen. Còn tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Người Mỹ da đen bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi đại dịch virus corona.
Theo các dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, so với người Mỹ da trắng, người Mỹ da đen có nguy cơ tử vong vì COVID cao gấp đôi và tỷ lệ nhập viện cao gấp 3. Bất chấp điểm này, họ lại là nhóm ít tiêm vaccine nhất. Theo Morning Consult, lý do phổ biến nhất là quan ngại về tác dụng phụ và nỗi sợ rằng các thử nghiệm lâm sàng của vaccine diễn ra quá nhanh. Nhưng còn có các lý do khác khiến người Mỹ da đen có lẽ không mặn mà với tiêm vaccine. Một số quy cho thông tin sai lệch lan truyền trong cộng đồng da đen. Nhiều người còn liên hệ tỷ lệ tiêm vaccine thấp ở người da đen với sự nghi ngại các cơ quan tổ chức và nỗi sợ phân biệt chủng tộc có hệ thống. Một số người viện dẫn nghiên cứu bệnh giang mai Tuskegee năm 1932 tai tiếng là nguồn gốc cho sự bất tín. Đó là một nghiên cứu về bệnh giang mai rất vô đạo đức do Dịch vụ Y tế Cộng đồng Hoa Kỳ thực hiện. Mặc dù giang mai là bệnh có thể trị được, nghiên cứu này bao gồm tạm ngưng điều trị cho gần 400 đàn ông da đen mắc bệnh giang mai suốt nhiều thập kỷ. 128 người đã chết vì giang mai hoặc các biến chứng từ bệnh. 40 người vợ của họ bị nhiễm giang mai và 19 trẻ em bị sinh ra mắc bệnh giang mai. Rất nhiều người da đen vẫn cảm thấy chính phủ và các tổ chức y tế không đặt lợi ích cao nhất của người da đen trong tâm. Theo New York Times, điều này càng được củng cố bởi lệnh trì hoãn tạm thời vaccine một mũi của Johnson & Johnson vì bị cho là liên quan tới hiện tượng đông máu não ở một số phụ nữ. Tỷ lệ bị máu đông vì vaccine Johnson & Johnson là cực kỳ thấp, nhưng có thể thấy việc buộc người dân tiêm vaccine này có thể gây ra lo lắng. Vấn đề máu đông củng cố thêm suy nghĩ rằng chính phủ Mỹ có lẽ có ý định nham hiểm nào đó với cộng đồng người da đen, đặc biệt vì vaccine Johnson & Johnson lại tập trung được tiêm ở các vùng có người thiểu số. Nhiều người New York da đen nói rằng việc tạm ngưng tiêm vaccine Johnson & Johnson khiến họ lo lắng hơn, rằng vaccine này không an toàn, chưa được thử nghiệm đủ kỹ và cố tình phân phối tới những khu vực có người da đen. Vậy là yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc đang gây ra nhiều sợ hãi cho cộng đồng người da đen. Đây là một vấn đề với Tổng thống Biden. Biden giờ đang nhận được ít ủng hộ từ cử tri da đen hơn sau yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc. Theo The Morning Consult, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã giảm 12 điểm phần trăm trong cử tri da đen, do 17 điểm phần trăm suy giảm trong số cử tri da đen chưa tiêm vaccine. Đây chắc chắn là một lời cảnh báo cho Biden rằng yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc của ông ta không chỉ làm người Cộng hòa tức giận. Phản đối yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc không phải là vấn đề chỉ trắng và đen. Và tập này được tài trợ bởi Substack. Vì bất chấp bạn thuộc phe chính trị nào và bất kể quan điểm của bạn về vaccine và yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc, những gì bạn làm trên mạng xứng đáng được bảo mật. Đó là mục tiêu của Substack. Substack bảo đảm an toàn cho dữ liệu của bạn bằng công nghệ mã hóa hàng đầu và không thể phá vỡ, và bằng những giao thức VPN an toàn nhất. Để bảo vệ hơn nữa sự riêng tư của bạn, Substack không lưu trữ những gì bạn làm. Trên thực tế, họ đặt máy chủ ở đảo British Virgin, nơi luật pháp địa phương cho phép công ty không cần lưu trữ nhật ký dữ liệu người dùng. Đó là lý do chúng tôi hợp tác với Substack hơn 2 năm qua. Họ là một công ty tuyệt vời thực sự quan tâm tới sự riêng tư của bạn. Nên nếu bạn cần một phần mềm VPN, và tin tôi đi, bạn có cần đấy, hãy sử dụng Substack. Thử dùng ngay với khuyến mại đặc biệt, gồm giảm giá 83% cho 2 năm sử dụng, cộng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Truy cập substack.com/uncovered. Chỉ với 2.21 đô la một tháng, bạn đã có thể dùng Substack trên mọi thiết bị. Bấm vào đường dẫn dưới đây. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.